Hôm nay mình mời mấy bạn đi theo mình ngồi thuyền đến Tô Châu, một thành phố cổ lớn thứ hai của Trung Quốc nhé. Đây còn được gọi là Venice của Trung Quốc, bởi vì hồi xưa người ta sống chủ yếu trên những cái kênh rạch như vậy, nên mình sẽ được tham quan những ngôi nhà đá dọc theo những cái con kênh và những cây cầu đá cổ kính 2-3 ngàn năm tuổi, rất rất đẹp luôn. Và bây giờ chỉ còn những người lớn tuổi, họ vẫn trụ lại ở những ngôi nhà này thôi, bởi vì những ngôi nhà này không có toilet, nhà tắm. Họ vẫn sử dụng những cái thùng gỗ giống như hồi xưa mình coi phim vậy đó. Và họ đi toilet trong cái thùng gỗ đó, rồi họ trả phí cho một người. Mỗi buổi sáng cái người đó sẽ đi đến từng nhà, thu gom những cái thùng gỗ đó đem về cọ rửa và sẽ đem trả lại vào buổi chiều tối. Nên chỉ còn những người lớn tuổi thì họ đã quen cái cuộc sống như vậy rồi, nên họ vẫn tiếp tục họ sống. Và những người trẻ thì rời đi sống lên những căn hộ apartment cao. Và đây cũng là một trong những điểm mà mình thích ở Trung Quốc, bởi vì họ vẫn còn giữ được những cái nét đẹp cổ kính đó. Người Trung Quốc người ta có câu trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng. Có nghĩa là trong mắt của người Trung Quốc, Tô Châu và Hàng Châu là hai thành phố đẹp nhất của họ. Và đối với mình cũng là như vậy luôn. Đây sẽ là nơi mình muốn quay trở lại lần nữa.